không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Alo, Nick. Venus, anh muốn gặp em. Chị hai. Chị hai, đi đâu vậy? Venus, anh muốn chia tay với em. Anh cũng biết em không thể sống thiếu anh mà. Venus à, em còn nhớ không? Anh dạy môn kế toán mà, là quản lý rủi ro. Lúc trước khi anh quyết định chọn qua lại với em, anh biết rủi ro của chúng ta sẽ rất lớn, nhưng mà anh tiếp tục không quan tâm. Bởi vì anh cảm thấy, anh cho rằng anh có thể quản lý rất tốt. Nhưng mà cuối cùng không phải như vậy. Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì mà anh đã làm. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Không thể nào được đâu Venus à. Không được, không được. Venus, em nghe anh nói đi mà. Em còn nhớ anh dạy em thế nào không? Mỗi một chuyện đều có tỷ lệ đầu tư lý tưởng nhất của nó. Em không thể yêu một người 100% như vậy. Em làm vậy sẽ thấu chi, sẽ vượt quá giới hạn. Như vậy tức là phá sản đó. Trên đời này không có chuyện nào lưỡng toàn kỳ mỹ đâu em à. Anh chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ vì em mà có thể từ bỏ vợ con của anh được. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Em không muốn nghe đâu. Đừng vậy mà. Em không muốn. Venus, em đừng như vậy có được không? Đừng vậy mà. Em không muốn đừng nghe. Đừng vậy mà. Anh đừng nói Venus, nữa. Em đừng vậy mà. Chị ơi. Đừng Venus, mà. Anh nghe nói đi. Em ra. Anh buông chị của tôi ra. Chị hai, chị mặc kệ gã khốn này. Chúng ta về nhà đi. Em mặc kệ chị đi. Trên đời này không có gì quan trọng hơn người nhà đâu Venus à. Anh đã chọn người nhà của anh rồi. Anh hy vọng em cũng vì người nhà của em. Đừng làm cho họ lo lắng nữa. Đừng mà anh Nick. Đừng mà anh Nick. Anh đi đi. Đừng mà. Anh xin lỗi. Nick, anh đi đi. Đi đi. Nick. Chị hai à, ở nhà anh cũng lo cho chị lắm mà. Về nhà đi mà. À Chính, vậy ai sao rồi? Nín khóc rồi. Bình lặng lại rồi. Rõ ràng sau khi chia tay rồi, tại sao còn mong nhớ nhau chứ? Tại sao mãi mãi không thể quên? Tại sao yêu nhầm người như vậy? Vì ái ra nông nổi này, thời hạn chữa trị của nó cơ bộ cũng dạng lý trường thành dài thêm dài. Sợ nhất là nó càng che giấu bản thân hơn trước nữa thôi. Sợ gì? Tôi chẳng thà nó tiếp tục làm gái ngoan. Tôi chẳng thà nó tiếp tục làm đứa cọc lóc. Nó không có người yêu có gì quan trọng. Nó có chúng ta mà. Chúng ta là cái gì chứ? Là thành ý sao? Bao nhiêu chữ vậy? Trời ơi, thật ra anh muốn nói gì chứ? Tôi nói gia đình của chúng ta. Là dị ái di gia. Ý của ba là có nhiều tình yêu bao quanh gia đình này mà. Chị hai ở đây có thể nhận được rất nhiều tình yêu. Ba Chính có phải ý ba vậy không? Chính xác. Con còn nhớ ba nói đặt tên cho con là di gia, là muốn con cố gắng bảo vệ căn nhà này. Con biết rồi. Con còn giúp ba lo cho chị hai nữa. Giỏi lắm. Thật ra chủ yếu là tôi muốn bàn bạc với hai vị liên quan đến vấn đề chức CEO của công ty.
có phải tôi gửi cho ông coi mấy ứng viên đó đã chọn được rồi không? Tôi quyết định không muốn người ngoài làm nữa. Tức là ông muốn người trong nhà làm lại chứ gì? Ừ, tôi hiểu. Hiện giờ Visa vẫn chưa đủ tư cách giữ chức CEO này, nhưng tôi muốn đào tạo nó. Đã tới lúc chuẩn bị làm người nối nghiệp của tôi rồi. Ông cũng biết nói nó chưa đủ tư cách mà. Cho nên tạm thời sẽ do tôi giữ chức CEO này. Tôi sẽ cho Visa thời hạn mấy năm, có duyên số của nó thôi. Nếu có tiến bộ, tôi sẽ chính thức cho nó giữ chức CEO này. Visa chỉ còn thiếu một chút kinh nghiệm mà thôi. Cũng như câu danh sư xuất cao đồ, cậu nít có tài lắm, nhưng mà thua hơi tệ một chút. Hy vọng Visa biết phân biệt tốt xấu, học được những cái tốt cho mình vậy thôi. Đích thực là Khai đã có tiến bộ, ai nấy đều có thể nhìn thấy. Một ngày nào đó, nhất định tiến xa vượt bậc, ông sẽ có đứa con giỏi làm người nối nghiệp cho ông. Được rồi, coi như chuyện này đã chính thức nói rõ với hai vị rồi. Tôi không phiền hai người. Anh Hai à, anh nghĩ sao hả? Em nói ông Quỳnh làm CEO, không lẽ em muốn lấy lại sao? Em chịu, ổng cũng không chịu. Ổng ôm cái chức đó coi như không cho người khác hưởng lây. Anh Hai à, ra nông nổi này á, anh cảm thấy chúng ta và họ Quỳnh có thể tiếp tục hợp tác được hay không? Để coi sao đã. Còn coi cái gì nữa, gia đình này á, gây ra bãi chiến trường này, còn được thưởng cho đứa con làm CEO, vậy cũng được sao? Thôi đi anh Hai à, mau chóng chia tách cho rồi đi. Nè sao hả? Dì Ái ở trong toilet vẫn chưa có ra. Nó đang tắm ở trong mà. Lúc nãy chị Quỳnh nói cách đây hơn một tiếng lên đây dọn phòng, dì Ái đã đi tắm rồi. Vậy thì đúng là hơi lâu, không lẽ có chuyện sao? Nó là con gái chậm chạp hơn người. Đắp mặt nạ nè, căng da mặt nè, cũng mất thời gian chứ. Tôi nghĩ có lẽ dì Ái đã thông suốt rồi, tắm một bữa thiệt thơm, chứng tỏ làm lại cuộc đời để thay da đổi thịt đó. Cũng có khả năng nghĩ không thông, đang ở bên trong. Xui xui xui, chuyện nói những câu không hên chút nào, cục hứng quá đi thiệt. Không phải đâu anh Hai, không sợ nhất dạng chỉ sợ. Ê, nè, để con vô gõ cửa hỏi thử xem. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Mọi người làm gì vậy? Không, định hỏi con có ăn cơm hay không. Nếu con không muốn cũng không sao, chúng ta có thể xuống rửa xuống trước, xuống trước, xuống rửa tóc xong con sẽ xuống ăn. Cũng được. Xuống dưới đi. Xuống dưới đi. Hay lắm. Mọi người ăn cơm. Ăn cơm. Mau lên tiếng tạo không khí đi. Bất thình lình biết nói gì chứ. Dì Gia, con đi. Anh Lai, sở trường của cậu mà. Cậu nói đi. Gần đây tôi nghe được một chuyện tức cười lắm, để chia sẻ với mọi người nghe. Đại danh thì nuôi tiểu danh, vậy thì ai nuôi đại danh? Câu trả lời chính là cậu, bởi vì cậu ngưỡng đại danh. Nói chuyện khác, tức là có một hôm Tiểu Minh đã sơ ý, bị sảy chân té xuống lầu, không ngờ lại không chết, nhưng mà trái lại con gà lại chết chứ. Có biết tại sao không? Bởi vì má của Tiểu Minh đã làm gà trả lễ đó. Cứ chết hoài không hên một chút nào. Vậy em đổi chuyện khác nha. Có rồi. Từ nhỏ tới lớn Tiểu Minh ba má của nó đều nói nó bị một căn bệnh. Hơn nữa căn bệnh này uống thuốc cũng không thể chữa khỏi, là bệnh nan y đó. Tại sao? Ngu. Người ngu không có thuốc chữa. Mọi người cười vui như vậy, tóm lại ngày mai cả nhà cũng đi leo núi đi. Cũng được. Hít thở thêm linh khí trời đất, tốt cho sức khỏe. Ngày mai con không rảnh. Con của chú Tường vào đại học, nó đi học kế toán. Con đã hứa tặng một số sách cho nó. Tặng sách cho chú Tường lúc nào cũng được. Phải đó. Ngày mai đuôi ngựa, chú Tường cá ngựa, tặng sách không hên chút nào. Phải. Con đã gọi cho chú Tường, chú nói không thành vấn đề. Ngày mai em chở chị đi chị Hai. Chẳng phải em nói em không rảnh sao? Ngày mai em có hẹn với tổ chức từ thiện lấy kinh nghiệm tán dốc vậy thôi. Thời gian cũng dễ đổi lắm, em chở chị đi. Phải đó. Hơn nữa sách nặng quá, thôi thì Di Gia chở con đi. Phải đó. Sao cũng được. Hay lắm, ăn cơm đi. Ăn cơm. Cô chủ đúng là có lòng lắm.
Lần trước tới thị sát tôi chỉ nói vài câu thôi cô đã nhớ rồi. Tóm lại tôi thay mặt con tôi cảm ơn cô nha. Không có gì. Hai người cứ tự nhiên. À được, cảm ơn chú Tường. Anh Tường, cảm ơn anh nghe. Cảm ơn gì chứ, bữa ăn của ông là do khách quyên góp thôi. Ông gặp chị Linh đi, cổ cho ông phiếu ưu đãi đó. Giúp được người khác đúng là vui lắm. Ừ, gần đây em cũng có làm nhiều hoạt động công ích. Em cảm thấy câu nói cho càng có phúc hơn là nhận đúng là chính xác lắm luôn đó. Em cảm thấy giúp người thật sự rất là vui. Bây giờ thấy em nên thương hơn. Chị thật sự mừng cho ba chín má chín lắm. Vậy còn chị không mừng cho em sao? Em có trách nhiệm phải làm tốt. Tuổi của ba chín má chín già rồi, em phải tiếp quản rồi. Luôn cả chị cũng gây áp lực đối với em. Đừng nói chuyện người nói nghiệp gì nữa, em chưa có được đâu. Em là trưởng nam đích tôn của họ Quỳnh, không được cũng phải được. Chị hai vô dụng, không thể giúp được, còn hại gia đình nữa. Chị đã giúp cho gia đình nhiều lắm luôn rồi. Từ nhỏ tới lớn em chỉ biết chơi mà thôi, đổ hết công việc cho chị làm. Bây giờ đến lượt chị rồi, chị đi chơi, chị nghỉ ngơi cho đã, sau đó mới xuất phát lại từ đầu. Ok. Ok. Tóm lại chờ chị chơi cho xong, nghỉ cho đã rồi chị em chúng ta tiếp tục phấn đấu vậy. Ba chính thường hay nói dĩ ái di gia, cho nên em nhất định phải bám theo chị. Chị cũng phải bám theo em cho chặt đó. Chị em mình tình thâm, từ nay chị không thể chạy thoát được đâu. Lần trước chị theo má chính tới miếu Thiên Hậu, má nói rất biết ơn có một gia đình hạnh phúc như vậy. Má hy vọng sau này chúng ta cũng hạnh phúc như vậy. Hôm đó má rất thành tâm quỳ lại, má cũng có kêu chị quỳ xuống bái lại, nhưng chị không nghe lời má. Bởi vì lúc đó chị cảm thấy chị chung sống với người đó đã là hạnh phúc lắm rồi. Ê, chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta gọi thức ăn đi hả? Được xin Bồ Tát phù hộ cũng không xin. Chị hẹn hạ quá. Chị hai à, chị còn tệ đến nỗi phá hoại hạnh phúc của người ta, cho nên bây giờ mất hết tất cả rồi. Chị nghĩ chắc chắn Bồ Tát rất giận chị, là quả báo ngài muốn trừng phạt chị. Bồ Tát không phải trừng phạt chị, là giúp cho chị, cho chị nhìn kỹ người đàn ông đó không đáng cho chị yêu. Chứ là chị không phải là mất hết tất cả, chị còn có mọi người mà. Chị biết rồi, không nói nữa. Không phải là không nói, mà là đừng nghĩ tới chuyện cũ nữa, nghĩ chuyện tương lai đi. Tương lai chuyện gì cũng tốt hơn hết. Đã nói biết rồi, sao nói dài quá vậy? Mau quyết định đi, coi phim phải đặt vé, đi hát phải đặt phòng. Đã nói đừng chọn những chỗ dâm mình như vậy nữa. Một là ra biển, hai là leo núi. Giờ này còn chưa xuất phát, chưa kịp lên núi mặt trời đã lặn rồi. Nè, lên đỉnh núi Thái Bình đi, có thể ngắm hoàng hôn, sau đó còn thưởng thức luôn cảnh đêm rực rỡ của Hồng Kông. Hay lắm, hay lắm, cái này hay thì đó. Vậy thì phải đợi dì ấy di gia về thì mau đi đi. Phải, phải, phải. Ê, vậy rồi kìa, vậy rồi kìa. Đúng rồi. Sao con và cậu Út về vậy, dì ấy đâu? Con gặp cậu Út ở ngoài cửa thôi, chị hai chưa về sân. Hả? Họ hỏi con hỏi ngược lại họ, có phải xảy ra chuyện gì không? Không, lúc nãy con đi họp để chị hai ở lại. Vậy chị đi một lát thì về nhà đi. Hả? Bà Chính và má Chính lo cho chị lắm, chị biết không? Biết rồi, nói hoài. Chị nói tới thương xá một chút đồ sẽ về nhà ngay. Bây giờ con đã họp xong rồi, không lý nào chưa về. Không có gì đâu, đi dạo thương xá, ngắm nhìn, mua đồ, không cảm thấy thời gian trôi qua thôi. Dì ái không phải chị, nó nói mua chút đồ thôi. Đúng là nó mua chút đồ là đi ngay. Mau gọi điện thoại đi, điện thoại. Em đang gọi, đang gọi. Sao hả? Không có ai nghe. Hả? Dì già, sao con có thể bỏ mặc dì ái đi mua đồ một mình chứ? Chuyện lớn như vậy, đau khổ lớn hơn tim đã chết, không lý nào dì ái mau chóng bình phục như vậy. Không phải đâu, nó đã bình thường rồi. Tối nay cùng xuống ăn cơm, còn cùng nói chuyện với mọi người. Nè, thím đừng nói những câu hù dọa đó nữa. Đừng có tự lừa dối mình nữa. Nếu nói thật sự không sao thì không lý nào không nghe điện thoại của mình. Nè cửu à, có phải cậu rất muốn dì ái có chuyện không? Em lo cho nó thật mà, mấy hôm trước em có gặp anh Nít. Cậu còn đi gặp tên hèn đó nữa. Để cậu ta nói hết đã. Anh Nít nói với em thì ra lúc dì ái còn nhỏ rơi xuống thùng nước ngạt nước, anh rể tưởng đâu là nó phá nước, đã hung dữ vừa đánh vừa chửi nó. Chính vì như vậy nó đã tự giam mình thôi, không lên tiếng nữa, hãy lên tiếng thì luôn cọc lóc. Tức là năm xưa chị hai bị ba chính đánh, làm cho chị bị ám ảnh tuổi thơ hay sao? Anh Nít phân tích, lúc đó nó xem chút vết ngạt, cũng không có ai quan tâm nó, còn bị người ta chửi cho một trận, lúc đó nó còn nhỏ. Chắc là cảm thấy không ai thương nó, nên tự phong tỏa bản thân thôi. À, lúc nhỏ thì nó không biết thôi, bây giờ nó lớn rồi, chắc chắn nó phải biết mọi người thương nó chứ. Ờ, thành thật mà nói, trước giờ em cũng nhận thấy mọi người thương Di Gia nhiều hơn. Hèn chi, có người đàn ông hiểu nó, lại thương nó liền quỳ phục sát đất.
luôn cái điện thoại chị hai cũng tắt rồi. Hả? Nè, đừng có hả nữa, ra ngoài tìm đi. Nhanh lên, đi nhanh lên đi. Trước đó con để chị hai xuống xe ở đây nè. Con nhớ ra rồi, con nghĩ có lẽ con biết chị đã đi đâu. Chị nói lần trước chị cùng Má Chím tới miếu Thiên Hậu, nó Bồ Tát trừng phạt chị. Con xin lỗi, lần trước con đã bất kính, biết rõ là sai. Con cảm thấy không có vấn đề gì, con xấu hổ lắm. Con đã làm tổn thương gia đình con, ngài phạt con cũng rất đúng. Loại người như con không chết cũng vô ích. Nhưng con có thể xin ngài thêm một lần, xin ngài phù hộ cho Ba Chính Má Chính của con, phù hộ cho em con, phù hộ cho tất cả mọi người trong nhà con, phù hộ cho họ đừng buồn vì chuyện của con nữa. Dĩ Ái, Dĩ Ái à, bà Quỳnh, sao tới đông đủ vậy? Bà có thấy con gái của tôi không? Có, lúc nãy tôi thấy cổ quỳ trước mặt Thiên Hậu nương nương rất là lâu. Còn nữa nha, tôi thấy cổ để nguyên cái bóp ở trong thùng công đức đó. Làm như có chuyện gì đó kỳ lạ lắm vậy đó. Vậy bà có nhìn thấy nó đi đâu không? Đi qua bờ biển bên kia rồi. Đi, nhanh lên. Số điện thoại quý khách đang gọi tạm ngưng sử dụng. Số điện thoại quý khách đang gọi tạm ngưng sử dụng. Chị Hai! 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 Anh Chính! Anh Chính! Anh Chính! Chị Hai! Chị Hai! Cứu được rồi! Dì Ái! Chính à, anh để bác sĩ kiểm tra đi. Đã nói là không cần kiểm rồi, chỉ bị trầy chút xíu à. Anh phải ở lại canh chừng con. Hôm nay con nó ra nông nỗi này á, là do một tay người làm cha này gây ra. Nếu dì Ái có chuyện gì, anh cũng không muốn sống nữa. Anh nghe em nói không liên quan đến anh. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Chúng tôi là người nhà của chị. Bệnh nhân không có gì đáng ngại hết, nhưng mà phổi của cô bị chứa nước, lại bị sốt nhẹ. Tôi đề nghị cổ tối nay nhập viện theo dõi. Mọi người cử người làm thủ tục nhập viện cho cổ đi. Không sao. Chị Hai à, chúng ta đã nói hai chị em cùng nhau phấn đấu quản lý công ty, chị phải mau chóng bình phục đó. Chờ chị. Nè, con làm cho chị của cậu không vui, như vậy không được đâu nha. Còn nữa, đừng có kêu cậu mặc kệ con nữa. Thương con đó, đừng có tưởng đây là những câu tán gái của cậu. Với con gái cậu không nói như vậy đâu. Chị Ái, con đó không được có lần sau nữa. À xui, là không có lần sau mới đúng. Kiếm hy vọng con đừng nhớ giấc mơ cũ.
và cũng hy vọng con ghi nhớ ơn cha mẹ hơn ngàn vàng. Vị ái thần mến, hỏi con có biết chăng, con làm vậy trái tim của cậu vô cùng đau nhói. Cậu đã trải qua cái chết của cha mẹ, anh rể. Cậu không muốn có người thân rời xa cậu nữa. Vị ái, má hy vọng con mau chóng bình phục, mau chóng không sao, mau chóng làm con gái của má. Vị ái, con tỉnh lại rồi sao? Con không sao chứ? Con thấy sao rồi hả? Má chỉnh khờ quá, nín đi. Con đọc thiệp này rồi chứ? Sao má viết ít vậy hả? Má chỉnh có nhiều chuyện muốn nói. Ai cũng viết vào thiệp này, làm sao đủ chỗ cho má viết. Từ nay má muốn con ở bên cạnh má, từ từ nghe má nói. Má muốn nói tới ngày má tắt thở mới thôi. Má chỉnh, con xin lỗi. Nín đi khờ quá. Nè, vậy mới ngoan. Nghe đây, má muốn con luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn vui vẻ. Con hứa với má nha. Ba chính đâu? Sao ba không giết cho con? Chắc chắn là ba giận con đó. Con khờ quá, lý nào ba lại giận con? Ba chính của con nói giết chữ không truyền thần, ba muốn đích thần nói với con. Bây giờ ba đâu rồi? Lúc nãy má đưa ba con đi vệ sinh, ba kêu má khỏi đợi nữa. Ba bắt má phải quay lại canh chừng con. Dìu ba đi vệ sinh, ba không sao chứ? Không, không có gì đâu. Ba chính. Chị ái à? Con tỉnh rồi hả? Nè, anh từ từ thôi. Nè trời ơi, không có sao đâu mà, chỉ là phong thấp tái phát thôi. Làm gì có, ba thấy con ở dưới biển, ba liền không cần biết gì hết xông ra biển cứu con. Ai ngờ chạy được vài bước thì dấp té rồi bị như vậy. Trời ơi, nói những chuyện đó để làm cái gì chứ? Phải nói chứ, con nó tưởng đâu anh giận nó. Phải nói cho nó biết anh không giận nó, anh còn xả thân cứu nó, anh thương nó lắm. Cẩn thận. Làm cho con nó khóc lóc, sức khỏe của nó chưa bình phục, không có tốt đâu. Dì ái à? Không sao. Ba chính. Nín đi mà, không sao. Con nín xin đi, lỗi đi. Ba. Con không sao. Thực ra ba chính phải nói tiếng xin lỗi con mới đúng. Bấy lâu ba cứ nghĩ gia đình chúng ta là dì ái dì gia, ai nấy đều được gói trọn trong tình yêu. Thực ra không phải. Ba mới biết thì ra từ nhỏ tới lớn con đều không có vui. Ba biết kẻ làm ba này vô dụng, thất bại tới cỡ nào, vô dụng tới cỡ nào. Ba chính. Ba nhớ lúc nhỏ con bị ngạt nước, bấy lâu ba cứ nghĩ con phá nước. Ba chạy ra không hề quan tâm gì tới con, cũng không hỏi con xảy ra chuyện gì. Ba chỉ nghĩ tiệm mất một thùng nước thôi à. Ba thấy con ướt dẹp thì nghĩ là con hư, lớn tiếng chửi sau đó thì đánh. Bởi vì ba làm cho con mất hết niềm tin vào người nhà, làm cho con không tin tưởng người nhà nữa. Bởi vì ba làm cho con còn nhỏ đã tự khép kín mình, làm cho tính cách của con trở nên cọc lốc hơn. Nếu không phải tại ba, hôm nay con làm việc cũng không suy nghĩ lệch lạc, con cũng không nên yêu một người không nên yêu. Đừng nói chuyện đó nữa, đừng nói mà. Anh không nói. Anh không nói nữa. Xin lỗi dì ái, nhưng trong lòng ba thật sự nghĩ vậy. Ba chính, ba nói không sai. Đúng là con đã yêu một người con không nên yêu. Nhưng mà con thực sự rất là yêu ảnh. Con biết từ nay con không thể quên ảnh được. Con biết là con làm không đúng, cho nên con cảm thấy con không chết cũng vô ích. Con đừng nói như vậy mà. Ba cấm con nói như vậy, cấm con nói đó. Con tưởng đâu, con ra đi, con sẽ không gây thêm phiền phức cho mọi người nữa. Nhưng khi con ở dưới biển, nghe mọi người gọi tên con, lúc đó con thực sự không muốn xa mọi người. Được rồi, con biết là được rồi, được rồi. Con phải hứa với bà chính, từ nay không được làm những chuyện này nữa hả? Bà chính hứa với con, bà chính cũng hứa với con,
Từ nay gia đình chúng ta không được thiếu một người nào. Kẻ nằm xuống trước tiên của nhà họ Huỳnh chắc chắn là ba. Chỉ cần ngày nào còn ba, bất cứ ai cũng không được có chuyện. Anh không nên nói những câu nói này mà. Bà Chính, má Chính, con hứa với bà má, từ nay con không dám nữa. Từ nay con không dám nữa. Được rồi, được rồi. Không sao, không sao. Không sao đâu, không có sao đâu mà. Đừng khóc, qua hết rồi. Về rồi, mọi người về tới nè, rồi. Nè, nè, dì Ái bước qua chậu lửa mới được vào nhà nha. Nhanh lên đi, bước qua là được rồi. Nghe lời đi. Chị Ái, bước với chị nha. Bước qua đi. Nè, nè, trời ơi. Rồi, tốt lắm, tốt lắm, tốt qua đi. Chị Ái tốt lắm, tốt lắm. Rồi. Phú quý lắm ông. Về tới rồi, về tới đây. Đại ơi. Sao lâu quá vậy? Phải bước qua chậu lửa mà. Ê, chị Hà, nhanh lên, nhanh lên. Nè, dì Ái. Nè, con từ từ ngồi xuống đi. Ăn hết chén tàu hũ và mì giò heo này trước đi. Cậu biết con ăn xong sẽ no lắm, cho nên bánh sinh nhật do cậu chuẩn bị tối nay mới ăn hả? Trời ơi, tán thi sinh và qua thối tiền. Bây giờ hai người tưởng chị hai của con mới được thả ra hay sao? Là mừng sinh. Chúc mừng tái sinh. Chuyện xui đi hết, chuyện tốt lần lượt tới. Trời ơi, hai người làm ơn đừng dư hơi quá. Dư hơi, nhân hai, nhân ba. Thưa Phong này, cũng đoán được. Họ nhất định nói hai người dư hơi mà. Hiểu mà. Yeah, tôi đoán trúng rồi. Tôi đã nói chắc chắn dì Ái sẽ cảm động. Nhưng thật ra không cần phải bày nhiều trò như vậy. Ôi, không cần bày nhiều trò như vậy. Không sót một chữ, chính xác hết rồi. Ô, đừng có nói nhiều quá, cản trở tôi có chuyện cần tuyên bố. Được. Chắc chắn là dì Ái xuất hiện. Không biết anh lại muốn bày ra hoạt động ăn mừng gì nữa chứ gì. Thông minh lanh lợi, đúng vậy đó. Tôi muốn tổ chức một chuyến du lịch tổng động viên cả nhà. Không lẽ đi đảo Hải Nam sao? Nè, chắc chắn bắt chước nhảy lên tới đảo Băng hả? Không phải đảo đó. Đảo Nam á? Không phải đảo đó. Đó là mọi người đoán không ra. Nè, mọi người, lần này tôi muốn tới một nơi tràn đầy năng lượng dương. Cực quan có được gọi là năng lượng dương không? Tiện đường có thể tới Phần Lan, làm một chuyến tắm Phần Lan, gột rửa tâm hồn. Gột rửa tâm hồn đương nhiên là tới núi Tử Hạ ở Tứ Xuyên, lên núi hít linh khí ha. Nơi tràn đầy năng lượng dương đó nhất định phải có ánh nắng và bãi biển, cho nên tôi định tới Cali là tốt nhất, có được không? Dì Ái nói được rồi, lập tức đặt vé máy bay cho tôi. 4 vé phòng khách sạn 5 sao. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Đếm cái gì chứ, đếm tới đếm lui. Cũng không có chị, không có em, không có cậu đâu. Người một nhà đó thì đã có phân biệt thân sơ. Đúng là có phân, nhưng không phải là phân thân. Là muốn phân công làm việc thôi. Hiểu. Em không hiểu. Làm ơn nói rõ hơn đi. Cả nhà đi du lịch, công ty tính sao? Đương nhiên phải có người trong nhà trấn giữ rồi. Cụ đã nói được điểm chính ra rồi. Người trong nhà. Tôi và anh Chính muốn có người trong nhà canh chừng công ty. Hai vị và cụ, trách nhiệm nặng nề. Đừng có ỷ y vào em. Hai trụ cột vững chắc này quan trọng nhất. Thì giao công ty cho tụi em đi. Tụi em chịu cực một chút cũng không có sao mà. Phải đó. Mọi người đi chơi vui vẻ đi. Xây dựng niềm vui trên đau khổ của người khác cũng không sao đâu hả? Đừng ganh tị quá. Ngày lần này chúng tôi đi du lịch, những chuyện du lịch đương nhiên là ăn uống vui chơi mua sắm là tất nhiên rồi. Vấn đề mua sắm, tôi đã chuẩn bị một kế hoạch rất là lớn, sẽ mua rất nhiều quà rất là nặng luôn. Vậy hài lòng chứ? Nếu vẫn chưa đủ, đưa luôn lì xì được chưa? Không phải tụi em muốn kiếm lợi lộc, nhưng chơi thì phải vui vẻ, làm việc cũng phải vui vẻ chứ. Phải đó, có tả hữu hộ pháp như tụi em canh chừng ở công ty, mọi người không chỉ đi chơi vui vẻ mà còn hết sức yên tâm nữa. Đúng là lâu rồi không cho cậu cái like. Nhân đôi. Yeah. Cổ đông lớn của chúng ta đúng là trưởng quầy lề mề. Tình hình căng thẳng, còn chạy đi tận hưởng thú vui gia đình. Cả đám bọn họ đưa giấy nghỉ phép, nói là đi du lịch cùng với con gái. Quay về còn giơ tay giơ chân giữ chức CEO nữa. Đúng là quá đáng mà. Chúng ta đừng ngồi đây than thở nữa. Cho nên em kêu Donald tới để bàn chuyện chia tách công ty đó. Vào đi. Ê, ông Hứa, cậu Hứa nhỏ, có phải tôi tới trễ không? Không phải, chúng tôi tới sớm thôi. Donald, ngồi đi. Được thôi. Ê, thôi đi, lái xe. Uống một chút thôi mà. Cũng được. Anh hai trong điện thoại em đã nói với Donald chuyện chia tách rồi đó. Donald tôi muốn nghe ý kiến của anh.
Nghe tin cậu Hứa nhỏ nông nóng chia tách với họ Quỳnh, tôi cũng cảm thấy hơi đáng tiếc. Dù sao có thể sáp nhập cũng không phải là chuyện dễ. Không có chuyện đáng tiếc hay là không, nhưng mà muốn coi chia tách trong lúc này khả năng đó có cao hay là không. Bây giờ chia tách dựa theo thỏa thuận của cổ đông là sớm hơn một năm. Tôi biết bây giờ mâu thuẫn chất chồng rồi, miễn cưỡng không hạnh phúc, tách sớm đã hơn tách trễ mà. Anh cảm thấy bên họ Quỳnh sẽ nghĩ sao? Theo sự hiểu biết của tôi và ông Quỳnh, nếu ông biết hai người cương quyết rồi chia tách, ông nhất định không miễn cưỡng. Ông Quỳnh không có thôi, nhưng mà đám người họ Quỳnh đó có dở trò hay là không? Vậy thì phải đợi hai người đề nghị chia tách mới biết phản ứng của họ. Bây giờ đoán mò cũng không có ý nghĩa gì. Trái lại, tôi muốn hai người suy nghĩ cho kỹ đó. Bây giờ chia tách có phải là thời điểm tốt không? Tôi cho rằng hai người nên tính toán nghiêm túc lại. Bởi vì sáp nhập nảy sinh hiệu ứng hiệp đồng 1 cộng 1 lớn hơn 2. Nhưng trái lại không phải 2 trừ 1 thì còn lại 1 đơn giản như vậy đâu. Không chừng còn ít hơn nữa. Được, tôi sẽ sai người tính kỹ sổ sách. Donan à, hôm nay chúng ta... Ông Hứa yên tâm đi, chuyện này tôi nhất định giữ kín. Yên tâm. Làm sao đánh chứ? Em chỉ anh đánh. Hay là tối nay tới chỗ của anh từ từ chỉ đi. Không được nghe điện thoại. Được. Không được. Để anh nghe điện thoại cái đã được không? Nè, sao hả? Cứu à, anh cứu. Nè, em làm gì vậy? Con trai không sao đâu. Bác sĩ nói con trai có tuổi rồi, nội tạng suy nhược, kêu em chuẩn bị sẵn tinh thần. Có tuổi rồi, trước sau cũng phải đi thôi. Em còn nhớ lần đầu tiên khi gặp con trai, chính là ở tiệm thuốc cưng đường Thắng Lợi. Lúc đó đứng cách một tấm kiếng, con trai nhìn em cười. Lần đầu tiên có con chó cười với em, nét mặt nó cười rất giống anh Ly. Em nói Ly là chó. Không thức cười chút nào. Nếu con trai thực sự ra đi thì để cho nó ra đi một cách dễ chịu đi. Phải học cách buông bỏ chứ. Nếu như nó nói nó muốn đi, em cũng không thể không cho nó đi, cũng không thể buông ra. Lúc trước anh Ly cũng vậy đó. Nói đi thì đi. Hai tuần trước khi anh Ly đi, tụi em mới nhìn thấy con trai thôi. Lúc đó đưa nó về nhà. Nó là món quà cuối cùng mà anh Ly tặng cho em. Nếu như con trai cũng ra đi, từ nay chỉ còn một mình em thôi. Con trai đã vui với em bao năm nay cũng đủ rồi. Nó là con của em, cũng là con của Ly. Bây giờ tới lượt nó lên thiên đường vui vẻ với Ly thôi. Để cho họ tiếp tục tình người chó đi. Đừng có vậy mà. Tính kỹ con trai cũng 90 mấy tuổi rồi, tiếu tan đó. Làm gì vậy? Sao anh đưa chiếc vớ cho con trai chứ? Con trai thích gửi chân của anh lắm, gửi vớ của anh mà. Để cho nó gửi được mùi của anh, yên tâm lên đường đi. Anh khóc hả? Em cười trong lúc này sao? Sao anh nói là tiếu tan? Em nhớ là được rồi. Trần quy trần thổ quy thổ. Con trai và Ly ở trên đó chắc chắn sẽ vui vẻ lắm. Em phải buông tay. Sao em còn ngồi đó? Em đó đã chính thức phát banh rồi. Đá luôn nửa hiệp còn lại của cuộc đời. Cuộc đời còn nhiều cái 10 năm. Phải chịu dài dài. Những câu triết lý đó không giống như anh nói. Gần đây quen với nữ giáo sư đại học hả? Giáo viên nữ tiểu học thôi. Không nói chuyện đó nữa, đi ăn đi. Những câu ăn uống mới thích hợp cho anh nói. Ngọt thì ăn, đắng thì không ăn. Kiếm cái ngon để ăn.
ơi. Nè. Gối ôm của anh đâu? Anh có gối ôm sao? Con trai đó sao không trèo lên đây cho anh ôm ngủ chứ? Cố tình mà, cố tình mà. Làm gì vậy? Mấy ngày qua người ta đã ra sức hút bụi lau nhà rồi. Chính vì muốn loại bỏ mùi của nó, em không muốn suốt ngày nghĩ tới nó. Anh đã nói rồi, anh nói là phải cho nó đi. Nó muốn đi thì để cho nó đi. Khó lắm đó. Bây giờ mỗi tối em đi ngủ, em rất sợ gọi hai chữ con trai. Hễ em kêu em cảm thấy đau lòng lắm. Anh còn sát mối lên vết thương của người ta nữa. Anh có gọi con trai sao? Anh còn nói nữa có phải không? Nè, xin lỗi. Nè, anh cũng gì nhớ nó quá. Anh mới nói mớ gọi tên của nó thôi mà. Nè, em nghĩ em nhắc tới nó anh không đau lòng sao? Em không phải là anh, em làm sao biết được. Anh muốn nói gì mà không được chứ? Con người của em vậy sao? Chính vì anh sợ một mình em cô đơn trống vắng tới đây vui với em. Bây giờ vừa đánh vừa chửi vậy tức là sao đây? Anh suốt ngày uống rượu say tới đây tá túc một đêm thôi. Em đã nói là em không cho tới rồi. Suốt ngày diễn cớ giả bộ tới. Được thôi, vậy thì anh đi. Anh lập tức đi, anh đi ngay bây giờ. Em muốn uống rượu. Thì rượu, bỏ uống đi. Trời. Uống với em, uống đi. Em còn uống nữa sao, đủ rồi. Trả cho em. Đưa cho em luôn đi. Anh không uống với em, em kêu con trai uống với em. Con trai, nè, uống đi. Nè, làm ướt sàn hết rồi, đừng có phá nữa mà. Nè, đi thiệt tình. Lúc trước con trai rất thích uống ké em. Nè, bây giờ cho con mặc sức uống luôn. Nè, mặc sức uống sao? Đi nè, đủ rồi, bỏ xuống đi. Say rồi, ngủ đi. Không ngủ đâu, em không có say. Con trai ơi, con trai, có phải con xuống dưới vui vẻ với Ly rồi không? Anh Ly có khỏe không vậy? Khỏe vô cùng. Con trai nói ảnh ở dưới có gái hầu nữa. Thật sao? Thật là tốt. Có gái đẹp hầu là tốt rồi. Em cũng muốn anh có gái hầu. Bây giờ anh có con trai ở bên cạnh, anh còn tán gái nữa. Con trai à, con sủa ảnh cho má. Sủa ảnh đi. Em làm cái gì vậy? Hả? Vậy thì em đi cua trai luôn đi. Nè, đừng có khóc nha. Mặt khóc xấu nhất đó. Em cua trai hồi nào chứ? Hay là em cua anh nha? Anh cũng mặt mày sáng sủa mà. Em cũng đâu cần tiện tay đến như vậy chứ. Cửu à, em yêu anh lắm. Đã nói em sai rồi. Em không có sai mà. Em yêu anh thật đó. Em nghĩ là anh Ly và con trai cũng không phản đối đâu. Nè, nhưng mà anh phản đối. Không thể được. Ê, nè, ngồi xuống đi. Em còn nhớ không, chính là chỗ này, cùng một cái salon. Anh nói với em rồi, trên đời này không có đàn ông tốt đâu. Em có nhớ không? Anh còn nói với em là phụ nữ tụi em muốn suốt đời suốt kiếp anh không thể cho được. Cho nên đừng bao giờ yêu anh, làm ơn. Anh yêu em, anh sẽ muốn cùng em suốt đời suốt kiếp thôi. Lúc đó anh Ly cũng muốn suốt đời suốt kiếp với em vậy. Nhưng mà anh đã đi rồi. Anh chưa đi, anh vẫn còn làm được. Bớt giỡn đi, chúng ta là huynh đệ mà. Em không muốn làm huynh đệ với anh đâu. Em muốn làm người yêu của anh thôi. Em cũng là phụ nữ mà. Những việc mà phụ nữ làm được, em cũng làm được. Nè, em không sao chứ? À, chưa chết phải không?
Ui, tối qua anh có tới đây không? Bản thân em không nhớ sao? Tóm lại có hay không? Không có. Ờ, vậy đi. Anh sẽ muốn cùng em suốt đời suốt kiếp thôi. Em không muốn làm huynh đệ với anh. Em muốn làm người yêu của anh. Những việc mà phụ nữ làm được, em cũng làm được. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.